Thưa quý vị, mới đây Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký công văn số 130 phê duyệt đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 13, theo thông tin từ truyền hình An Giang. Theo đó, phân bổ số lượng 99.900 liều vaccine Verocell nhận được từ Viện Pasteur TP.HCM để tiêm nâng mũi 2 cho các huyện, thị xã, thành phố, theo nhu cầu của các địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Bố trí giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm, tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ đợt, người đến tiêm phải đến đúng giờ hẹn, không đến sớm, đeo khẩu trang, đảm bảo nguyên tắc 5K, không để tình trạng tập trung đông người ùn ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế hỗ trợ các địa phương nhập dữ liệu trong mỗi đợt tiêm phải đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ và báo cáo Bộ Y tế.